Kính chào quý vị và các bạn. Ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu với hoạt động của đới gió đông nam ẩm đưa mây ẩm từ biển vào đất liền. Trong đêm nay tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây và có mưa rào rải rác tại các tỉnh thành Bắc Bộ. Trong đó, vào ban ngày, vùng mưa nhiều tập trung chủ yếu ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây trong cả ngày, đôi lúc xuất hiện những cơn mưa gián đoạn với nhiệt độ ít thay đổi phổ biến từ 28 đến 30 độ. Còn tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, mây lại mỏng hơn và trời chuyển nắng nên nhiệt độ cũng cao hơn, dao động từ 30 đến 32 độ. Các tỉnh thành từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế cũng có dạng thời tiết trời nhiều mây về đêm, sáng sớm có sương mù nhẹ đến trưa trời nắng với nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng từ 29 đến 30 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận thì trời lại có nắng nhiều trong ngày. Chiều tối, mưa dông xuất hiện ở một vài nơi với nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ. Mưa dông kèm theo lốc sét và gió giật mạnh tiếp tục xảy ra tại các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều và tối. Còn ban ngày, mưa giảm và nắng xuất hiện với nhiệt độ phổ biến đều chung từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đều không mưa với tầm nhìn xa trên 10 km.